Thế bây giờ cái chỗ này là phải lau dọn sạch sẽ thôi. Lâu 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 một tí xong rồi mang đi vắt. Vắt khô thì nó mới lau nhanh. Nào anh ra đây. Quyết lấy vải đâu ra đây Quyết? Hôm nay họ cho. Ai cho? Hôm nay hôm qua họ đi trên trên. Đi đâu về? Đi đâu lấy về? Họ cho họ quen à? Vâng. Ô đây này vải này cô bác, đây là vải vải ở trên chúng cháu này. Chào Khương, xin chào tất cả các bác. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. À, các bác thân mến, hiện tại Chào Khương lại có mặt ở nhà, tại nhà của ông dì rồi các bác. Là cái căn nhà thì cũng đóng cửa hết rồi, không biết là có ai nhà có Quyết với lại ông dì ở nhà không. Đấy, cửa thì đóng rất là chắc này các bác. Ông dì ơi, ông dì ơi, ông dì ơi. À, ai đây? Ô Quyết, ở nhà à? Ở đây, ở đây xem nào. Ôi giời ơi, làm gì ở đấy đây? Hả? Em đang làm gì? Đang rửa bát á? Ông đâu? Ông đi rừng lấy mật ong. Ông đi rừng rồi á? À, bé Quyết thì đang rửa bát này cô bác. Thế em ra vào nhà xong là mở cho anh cửa bên trong này đi. Cái ngôi nhà thì rất là đẹp cô bác ạ. Em mở cho anh cửa nhé. Rồi. À, ô một mình em ở nhà thôi à? À. Ông là đi đi đâu? Đi rừng. Ông đi rừng rồi á? À? À. À đây cô bác, đây là một mình em Quyết ở nhà này. Ô có cả thuốc này này cô bác. Rồi, đang rửa bát à? À. À. Ô cái nền bẩn thế. Nên thì phải lau lại đi. Đang ở nhà thì rửa bát này. Tắt nước đi, cái này đầy rồi. Thì, may là em Quyết ở nhà cũng biết làm những cái công việc nhà nên là ông yên tâm là đi rừng cô bác. Thế bây giờ thì để anh dạy cho mà rửa này. À đứng ra bên này để anh dạy cho rửa này. Đấy. Mình phải cầm như này này, cầm như này. Nhìn mà làm theo thế này. Đấy, nhìn quay như này rửa nó cho nó nhanh này. Đấy. Đây. Đấy, tráng vào đi. Tráng để bên đấy đi, đừng có để xuống dưới nền bẩn. Úi dồi ôi, bát ăn mấy hôm không rửa rồi. Hả? Hai ngày á? Hai. Ăn bữa nào phải rửa bữa đấy chứ. Ăn hết xong mới rửa à? Sao lại ăn hết xong mới rửa đi? Kia sạch chưa? Anh thấy còn dính mỡ đầy đây. Ấy ăn uống là phải rửa sạch sẽ vào. Hình như là anh không còn thấy cái gì để ăn rồi đấy. Dao nhá. Thế là ông lên rừng làm gì đấy? Đi lấy mật ong. Đi lấy mật ong à? À. À. Thế mấy hôm nay ông có lấy được mật ong về nhà không? Có. Hả? Có. Có á? Lấy được nhiều không? Được 2 chai. Được 2 chai thôi à? À. À. Thế sao em không đi cùng ông? Hả? Không. Cái gì á? Ở nhà rửa bát à? Vâng. Ở nhà trong nhà rửa bát đúng không? Vâng. Ừ. Là không đi theo ông các bác ạ. Đấy, đây đũa là để như này rửa này. Đấy thì nó mới sạch nhá. Lấy cốc nước về đây rửa nốt đi, để uống nước đi. Đi, lấy cái cốc về đây. Cốc về rửa sạch sẽ luôn. Lấy cốc cả cái can nước vào đây nhá. Thế hôm nay là phải dạy Quyết là rửa bát lâu dọn nhà quá ạ. Ông gì thì cũng không tiếp thu được mấy nên là bây giờ phải
Dạ em quyết thôi. Đấy, lấy cái ca nước ấy, cái ca nước đổ nước vào đây. Là đổ nước ra xong là mang cái ca đây rửa sạch sẽ uống nó mới ngon. Người trẻ con ấy, nếu như mà mình không dạy thì cũng không biết làm đâu. Nếu mà dạy thì nó sẽ biết làm nhanh quá. Nếu như cháu ra đây thì một ngày thì hôm nay thì sẽ quay một tập phim về cái cuộc sống cũng như là dạy bé Quyết làm những cái công việc nhà, lau nhà, rửa bát cho nó sạch sẽ, rồi tới nay Quyết sẽ quen dần, tại vì là ông cũng già rồi, kiểu mà sống ở trong rừng quen rồi ấy. Những cái công việc như thế này thì ông cũng không khó để tiếp thu các bác. May sau này Quyết thì còn biết làm thôi. Đấy, rửa sạch mà. Bát thì xếp vào nhau đi, xếp lên nhau thì nó mới để được nhiều chứ. Cái nhà bây giờ nhà cửa sạch sẽ là mình phải giữ cho nó sạch, nhà đẹp rồi chứ không làm bẩn. Đây này, cái nền nhà bẩn thế này này. Ôi giời ơi, rửa sạch chưa? Chưa sạch đâu. Nước đây chưa tráng sạch đâu. Lấy nước này tráng một lần nữa. Ôi giời, chưa sạch được đâu. Lấy thì tráng 2-3 nước vào mới sạch được. Đấy, bát thì bây giờ ăn bữa nào phải rửa bữa đấy nhá, không được để lâu ngày đâu, nhớ chưa? Anh mà thấy anh ra mà không rửa bát, anh lấy bát đập đi hết đấy. Ăn đến đâu phải rửa sạch đến đấy, nghe chưa? Thế nhưng cái bộ quần áo các cô các bác gửi đến thì cũng rất là vừa vặn với em Quyết. Ở nhà thì bây giờ còn có một thùng quần áo nữa thì khả năng là hôm nào cháu sẽ xuống mang trao đến cho hai ông cháu. Tại vì hôm trước là cháu cũng định trao rồi thì nhà chưa làm xong ấy thì cháu cũng không dám trao, sợ là trao lại bị mất đồ của các bác gửi đến thì rất là tiếc. Không thể nào mà trao được. Bây giờ nhà cửa xong rồi thì hôm nào cháu có thời gian và trở xuống đây để trao cho hai ông cháu, để cho hai ông cháu có cái quần áo để mặc. Đợt vừa rồi thì cũng trao khá là nhiều rồi nhưng mà nói chung là hai ông cháu cũng không biết giữ đồ các bác ạ. Những cái bộ quần áo thì mặc toàn vứt linh ta linh tinh thôi. Bây giờ nhá, quần áo mùa đông thì phải cất gọn đi, đến mùa đông mới mặc chứ không mặc vứt lộn xộn như đợt trước đâu. Quần áo thì mùa hè thì mình mặc tối, ngày mình mặc thì tối mình vứt ra để giặt. Đấy, thay bộ mới, tắm rửa xong rồi thay bộ mới chứ không vứt linh tinh như thế được. Bây giờ cũng lớn rồi, cũng phải nói phải biết nghe đấy chưa. Phải nói một lần thôi, anh không thích nói nhiều đâu. Đấy, hôm nay phải dọn. Đấy, nhìn anh rửa bát qua một lần là biết, lần sau cứ thế mà làm theo. Đấy, cứ phải tráng 2-3 nước vào nó mới sạch. Nước thì bây giờ có cả vòi ở đây rồi, có phải mang đi đâu đâu. Ăn xong là phải rửa luôn cho nó sạch. Lúc mình ăn cơm ấy, cái bát úp xuống nó sẽ khô cái bát, xong là mình ăn cơm nó sẽ ngon. Đấy, đến cái lúc mà mình ăn cơm mới đi rửa thì nó bị ướt nhòe, ăn cơm nó không ra hồn gì, ăn nó mất ngon. Trứng hôm trước anh mua hết chưa? Không có. Hả? Không có. Còn có nhiều không? Có. Hả? Có. Còn mấy quả nữa à? Không. Hả? Còn bao nhiêu quả, nói to xem nào. Không biết. Không biết á? Để ở đâu? À ừ, rổ này này cô bác. Còn đúng là 4 quả trứng nữa thôi. Ồ, hết rồi. Hôm nào lại mua thêm ít cá khô và trứng mì tôm cho hai ông cháu các bác ạ. Giờ Quyết là cũng cuối tuần cũng về nên là cũng không có đồ để ăn sáng. Bây giờ ở trường thì may là được ăn những cái đồ ăn sáng nên là sẽ tiện hơn.
Còn ở nhà thì bây giờ là cũng thiếu rất là nhiều đồ. Tuy là cái ngôi nhà làm xong nhưng vẫn còn thiếu cái đồ ăn rất là nhiều. Đấy, phải rửa bên ngoài bên trong này. Rửa cả bên ngoài bên trong nó mới sạch nữa chứ. Bát thì để cao lên thì phải để ý không nó rơi rơi xuống là nó hỏng hết. Đây, chắc sáng qua được rồi. Xả nước đi. Lau bên này nữa. Đây, cẩn thận dao và tay kìa. Để vào đây tí đổ sau. Cho vào đi. Tí đổ phát. Đấy. Bây giờ cho bát cho vào đây. Cho vào đây. Một lần nữa. Rửa xong sang bên này nữa. Đấy, cho vào. Rửa sạch. Úp vào cái rổ này, hôm nào mua cái thêm chạn bát cho hai ông cháu các bác. Chạn này bây giờ chưa có chạn đây này, phải dùng đến cái rổ thôi. Nền là thôi, nền thì kệ nó tí, mình đằng nào phải lau qua nền. Đừng có cạo đấy, cái đấy rửa rồi. Tí đấy lau sau. Này, vừa tráng vừa vứt sang bên này đi. Nào, làm một lần đi. Đấy. Rửa 2-3 lần, nước mình nhà mình không phải mua nên là không thiếu cái gì cả. Nên là cái bọn này sang bên này đợi đấy, bây giờ tráng nước này là được rồi. Đi sang bên kia thì mình đầy nước rồi. Này bị yếu hay sao? Bịt tắt cái gì không? Ôi. Đấy, ăn bữa nào phải
và rửa vừa đấy luôn. Đấy, cái rổ thì cho vào đây. Cho vào đây luôn này. Cho bên này luôn này. Đấy. Đấy, tí đi tắm rửa sạch sẽ đi. Ướt hết áo rồi. Đấy, bây giờ cái chỗ này là phải lau dọn sạch sẽ thôi. Ra ngoài, ra ngoài, thằng này ra ngoài. Bẩn quá, lau lại đi. Nhấc cái này lên một tí này. Được rồi. Để nước về đổ đây cho anh đi. Cứ đây. Cái chậu đâu rồi? Nước về đổ đi. Đồ đi, cái đồ đi. Em cứ đổ xả vòi nước đi. Đấy. Nhiều ba. Đổ đây anh khắc quét. Đổ nhiều vào xem nào. Đổ nhanh vào. Đấy. Rồi, đổ nữa đi.
Rồi, từ từ. Rồi. Từ từ, đưa rồi, đưa rồi. Đứng lấy cái đấy nhé. Đấy, quét sạch sẽ như này, một lần dọn thì quét một lần là nó sẽ sạch như thế này. Đấy, cái chổi này chổi chổi quét nước này, còn cái chổi chít kia là không được quét ở đây đâu. Đấy, bây giờ là cái chổi kia về lau đi. Lâu một tí xong rồi mang đi vắt. Vắt khô thì nó mới lâu nhanh. Mới làm chưa? Đấy. Nhẹ nhàng thôi. Hỏng bây giờ. Ô, đi dép vào chứ? Lúc ra ngoài kia phải đi dép vào chứ? Thế bây giờ đi lau xong rồi nó lại bỏ dép ra lại đi dép vào nó lại bẩn à? Ồ. Rửa cái kia ra đây đi. Cái đây. Rửa cái lau sàn vào đây. Cái thùng đấy mang đây.
nhanh nào. Cái này lâu thì mình vắt ra nó lâu, nó sẽ khô nhanh hơn. Đấy. Còn để nó tự khô thì nó lâu lắm. Đúng rồi, quét sạch sẽ vào. Nào anh ra đây. Xả nước đi. Đấy, quét này, quét cho nó sạch đi. Từ từ chứ, tắn hết anh rồi. Từ 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 từ. Quét này, quét như này này, để anh bảo quét cho. Đây. Đấy. Chỗ này hơi thấp một chút này. Rồi. Đấy, rửa chân sạch sẽ trước khi vào nhà. Đi đường này đi. Đấy, cái nền này bây giờ đã khô rồi này. Bây giờ có phải sạch sẽ không? Hả? Đấy. Nhà nó phải ở như thế nó mới thoáng chứ. Lấy chổi về quét à đâu. Đây này đang dở cái chỗ này này của bác. Đây à, ông để nhà cho em đóng gói à? Vâng. Đóng được bao nhiêu gói rồi? Hai gói. Hai gói này thôi á? Vâng. Sao không đóng thêm đi? Không có túi. Hết túi rồi à? Hết túi rồi. Ồ. Thế là chỗ này là dở rồi. Hết túi thì đóng vào tải đi, đóng vào bao đi, đóng vào túi đi. Xong là túi to ấy. Thì dọn nhà đi, xong là lau nhà. Túi đâu? Đây là cái thuốc xương khớp của ông dì của bác ạ. Ông là cũng lên rừng lấy được nhiều về, hôm nay ông lại lên rừng đi kiếm cả mật ong với lại thuốc rồi. Ra là không gặp cái gì, gặp một quyết thôi. Thế thì chỗ này thì cháu sẽ mang lên để bán luôn cho ông dì các bác. Thế ông quyết là vừa đóng được 2 cân để ngoài kia rồi.
Đây các bác, cái thuốc xương khớp thì các bác có thể tự nhìn thấy được rồi. Đây là cái loại 7 vị thuốc. Đấy, một loại thì nhiều hơn, còn những cái thuốc đặc trị hơn thì rất là ít thôi, rất là hiếm ấy. Nên là một số bác thì mang về bảo là sao lại có ít loại cây thế mà bảo vậy vị. Thì bác, các bác phải kiểm tra kỹ cơ thì mới nhìn thấy được, nó trộn hết vào nhau rồi. Lấy cái này ra đi. Ra ngoài, để ra ngoài đi. Để gọn. Đấy, bây giờ quét nhà cho nó sạch sẽ đi. Đâu lấy hai túi kia về đây nữa xem nào. Để ở ngoài này cho nó sáng quá. Mở cái cửa này ra cho nó thoáng đi. Cái gì đây? Đấy, mở ra cho nó thoáng. Đâu hai chai mật ong của ông đâu? Đây cô bác, đây là thuốc xương khớp của ông dì này. Thì hôm nay lên thì gặp bố em Quyết ở nhà. Thế để em Quyết là đóng theo gói như này, không biết là được có một cân không? Về cháu phải cân lại xem là đủ một cân không, để cháu còn là ra nó này. Để cân lên đủ một cân mới gửi cho các bác nhé. Nhà mật ong khoái rừng này. Hôm nay ông dì lại lên rừng lấy tiếp rồi, cũng không có ở nhà nên là hai chai này cháu sẽ mang theo và mang về bán cho ông dì và hai ông cháu luôn. Đấy thì cái thuốc xương khớp ở đây là chắc là khoảng được mấy cân, chỗ này nữa chắc rơi vào tầm 5 cân quá. Đấy, cháu sẽ mang đi bán cho ông dì và giúp ông dì có được cái nguồn thu nhập, cũng như là giúp cho các bác có được chứa được cái căn bệnh của bản thân mình các bác. Thuốc xương khớp này thì rất là đặc trị, ví dụ như là bệnh gan này, phổi này, tim này, hoặc là bị đau dạ dày là uống được thoải mái các bác nhé. Thuốc này nó trị là đau xương khớp này, đau mỏi vai gáy này, tê bì chân tay này, thoát vị đế đệm này. Các bác uống thì cứ mỗi lần một túi như này là cháu sẽ để một cân như này, là các bác chia đều làm sao một tháng mình uống hết một cân này là được các bác nhé. Một tháng như này là một thang, là uống trong một tháng. Nếu như mà các bác lấy ở xa thì nên lấy 2 cân, tại vì là khi mà đang uống dở cái thang đầu tiên ấy thì lúc mà vận chuyển nó bị gián đoạn thì là lúc đấy thì nó lại thành ra là gửi đi nó bị gián đoạn, nên là uống thuốc uống nó sẽ không có tác dụng. Nên là các bác nên lấy 2 cân trở lên, để mà lúc mà mình lấy ấy rồi thì lúc sau mà mình ví dụ gần uống hết một tháng đi, các bác thấy đỡ hơn thì là các bác lại tiếp tục đặt thêm 2 tháng nữa. Để một liệu trình của nó là 4 tháng mà. Thì các bác uống một tháng trước hết, một tháng này là một tháng này, nó sẽ đỡ. Và khi mà các bác lấy thêm rồi thì chuyển về đến các bác là mình đang dùng cái gói thứ hai này. Là chưa hết thì là cái lần thứ 3 mình lấy thì nó sẽ đến tay mình rồi, nó không bị gián đoạn được cái giai đoạn mình đang uống các bác. Cho cháu ra đi. Quyết. Cho ra đi, nghịch quá. Trong 4 tháng là mình sẽ dứt điểm nếu như mà mình hợp thuốc với cơ địa của mình hấp thụ tốt đấy các bác. Mỗi lần thì mình chia đều làm sao trong 1 tháng là mình uống hết cái cân này là mình bỏ ra uống đều là được rồi các bác nhé. Thế còn đây là mật ong khoái rừng nguyên chất của ông dì lấy từ rừng già về này. Hiện tại thì ông cũng có được 2 chai thôi. Không biết là hôm nay ông đi có lấy thêm được mật nữa không. Nếu như mà hôm nào cháu xuống thì lại có thì cháu lại tiếp tục mang đi cho bán cho ông dì các bác. Cũng mong được quý ông bác anh chị sẽ ủng hộ những cái gian hàng hiện tại mà cháu Khương có giúp ông dì bán, như là cây xương khớp này, mật ong khoái này. Thế ngoài ra bản thân cháu Khương cũng có gian hàng nho nhỏ là cây lá mắt gan này, mật ong hoa bạc hà này, mật ong khoái này, và còn một số sản phẩm khác nữa. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với cháu Khương các bác nhé. Bây giờ thì chỗ này thì sẽ để gọn ra đâu đi, xong là đi quét nhà đi. Đấy, chổi đi quét nhà, sang lầu nhà đi quét nhá. Đây, đây, quét sạch nó đi nha. Đấy, quét sạch xong là lấy chổi về lau nhà một lần nữa cho nó sạch sẽ, không bị bẩn nhà.
Thì hôm nay sẽ phải dậy quyết một ngày để lau nhà, dọn nhà cho nó sạch sẽ các bác ạ. Ông gì là có cái tivi này các bác. Cái tivi này là không biết là ông đi làm thuê ở đâu mà người ta cho được một cái tivi nhưng mà mở nó cũng không lên rồi. Quét đứng thẳng lưng lên thế này. Thế này. Thế này. Đấy. Quét đừng có hất mạnh quá, hất mạnh quá nó đi bay xa nó không, tí nó lại ấy lại. Đây. Quét từ từ thôi. Đấy, quét sạch nhà đi. Đấy, quét từ trong đấy ra. Quyết lấy vải đâu ra đây Quyết? Ngoài họ cho. Ai cho? Nhưng ấy hôm qua họ đi kênh trên. Đi đâu về? Đi đâu lấy về? Họ cho họ quen à? Vâng. Ủa đây này vải này các bác. Đây là vải vải ở trên chúng cháu này. Đây là vải hạt to này, không phải hạt như vải thiều đâu. Đấy. Ủa quả cũng rất là đỏ chót luôn nhưng mà đang bị ốm nên là không dám ăn quá. Ra ngoài nào, không được vào nhà đâu. Ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Nhà là hơi bực bội một chút. Phải dạy dần hai ông cháu thì mới ở gọn gàng được. Ngày xưa là ở trong rừng quen rồi nên là bây giờ có cái nhà như thế là phải dần dần để tiếp cận với xã hội hiện đại thôi. Không như ngày xưa nữa. Ngày xưa là cứ kiểu ăn đâu là vứt đấy thôi. Ông là vẫn có cái tính là hay vứt đồ như thế đấy. Bây giờ Quyết là cũng lớn rồi nên là chúng cháu cũng muốn là chỉ cho Quyết là những cái công việc để Quyết tiếp thu được nhanh hơn. Ông gì thì cũng không được học hành thì hay dạy hay quên lắm. Đấy. Thế bây giờ cái ngôi nhà có phải thoáng hẳn không? Quét xong ngôi nhà thoáng hẳn đúng không? Ở nhà là sáng tối phải quét nhà đi qua một lần mình phải nó mới sạch được. Thế đừng hất mạnh quá nó có gió nó lại bay ra chỗ khác. Đây dưới gầm bàn ghế nữa này. Gầm bàn ghế này này, bên kia nữa kìa. Ở lớp có được quét lớp không? Có. Có à? Thế cô giáo có dạy quét không? Có. Có dạy lâu lớp không? Lớp có được lâu không? Không. Không được lâu á? À? Ai lâu? Có ai lâu không? Không ai lau á? Nhưng mà phải lau, lớp cũng phải lau chứ. Lau sàn ấy. Hay là ở trong đấy có giáo viên hay là ví dụ như là có người lau rồi nên là chắc là không được các bé lau các bác. Được quét thì chắc chắn là được quét rồi. Bây giờ là cái không có chỗ để mà đựng gạo, để gạo, để thóc ấy. Nên là mình phải xếp ở đây cũng khá là ngổn ngang các bác ạ. Đang tính là làm một cái bếp ở ngoài nên là những cái đồ nào là cho gọn hết vào cái chỗ bếp ngoài, sẽ không để trong nhà như thế này mất hết cả không gian và cái ngôi nhà bị hẹp đi và không được đẹp. Đấy, xem nào. Đấy, phải ngày nào cũng phải quét chứ, xem là cái ngôi nhà ở bẩn như thế này à. Đây này. Ôi dồi ôi. Cái nào mình cũng phải quét. Đấy bây giờ quét xuống sân kia xong là lại lấy cái chổi kia quét. Có cái chổi chổi lúc này anh quét đi. Quét hết bậc thềm này xuống đi. Bây giờ đóng cửa này vào quét tầng này nữa. Đấy quét hết xuống này vào đây.
Quét hết này đã. Quét hết này để anh mở ra đã. Quét hết chỗ này đi. Xé ra cái tem này. Đấy, giờ quét hết xuống thế này xong là lấy cái chổi kia về quét. Bây giờ có cái không gian ngồi ở đây có phải thoáng không? Sạch sẽ không? Ngày nào mình cũng phải quét như thế thì nhà nó mới sạch. Đấy, đi học về thì ông không làm thì ông không biết làm thì em đi học thì cô giáo dạy rồi. Mình phải ở sạch chứ. Thực ra là cháu quét cho Quyết nhưng mà cứ để Quyết nhìn thì cũng không thực hành ấy, không biết quét đâu các bác. Sau này chúng cháu không ra là cứ để bẩn nhà là không được. Đấy. Đấy, bỏ giày của anh lên đây. Đấy. Cái này là không được quét dưới kia đâu, lấy cái chổi kia về quét. Đấy, chỉ cho quét này. Đấy, xong là tí rửa chân sạch sẽ xong là mới lên nhà nhá. Không vừa quét xong lại không rửa chân lại leo vào nhà lại bẩn. Lấy cái giày của anh ra đi. Mang đây. Mang đây, mang đây. Được rồi. Đấy. Đào tạo cho Quyết biết làm. Mỗi lần ra thì thấy ngôi nhà sạch sẽ thì cháu sẽ thích hơn các bác. Thấy cái ngôi nhà mà các bác tài trợ bây giờ giúp gia đình có được cái căn nhà thì cũng phải làm sao để dạy cho các bé Quyết là làm những cái công việc nó sẽ cái này bỏ vào đâu để làm củi đây. Cái rác thì lấy đốt đi nhá. Không cái gì cũng quét xuống cái kia được đâu. Đấy, cái ốc đấy thì để trên đấy đi. Xong rồi tới nó còn lấy vặn cái gì vặn. Để gọn vào đây đã. Ba bao xi nữa các bác, ba bao xi là chưa dùng đến. Tới nữa lấy xây cái tường rào cho ông cái tường rào đằng trước này. Còn cái bao ở dưới cùng này là đợt trước là lấy để ở bên kia nó bị mưa nó hắt vào nên là bị hỏng rồi. Hỏng một bao ở dưới cùng này rồi. Còn ba bao ở trên nữa thôi. Đợt mưa với là thời gian nó lâu quá để ngoài kia nó mưa to ấy, ngấm vào mất một bao rồi. Quyết ốm à Quyết? Ho. Ho à? Mai mua thuốc lên cho nhé. Thuốc ho ấy. Đấy, ngày nào cũng phải quét như thế thì nhà mình mới sạch được. Bây giờ nó còn vướng nóng cắt này nên là nó hay gió hay thổi vào ấy các bác. Nên là quét mái cũng không sạch được. Là xây nhà, xây cái tường này xong là giải quyết cho nó xong thì nó không bận nữa, nó không bay vào nữa. Thì cái rác rác này nhặt cho vào bếp đi, nhặt rác trước đi. Không có gì quét xuống cái kia đâu, bẩn lắm. Đấy, cái này là rác đấy. Đốt đi hết. Đừng có vứt xuống đấy, mang đi đốt bếp mà, cho bếp đốt đi.
À, để gọn vào đấy được, xong là đun ở đấy để đốt được. Cái chổi chít này, à cái chổi nhựa này thì chổi cước, nó sẽ quét được lâu hơn. Đấy, còn chổi chít kia là quét nó sẽ bị hỏng nhanh. Thì hôm bảo là mua cái dây dây về kéo tạm để hai ông cháu có cái chỗ phơi đó, nhưng mà cũng quên chưa mang ra được, nên là hôm nào phải mang ra cái dây dây thép kìa, kéo ở đây để lấy cái móc phơi quần áo cho hai ông cháu. Thì bây giờ cứ không có cái móc là cứ để thế mà phơi ấy. Nó rất là nhìn rất là xấu và mất quan điểm, nhìn nó xấu. Đấy, bây giờ quét gọn có phải sạch sẽ hơn không? Đấy, ngôi nhà mình ở mình phải sạch sẽ như thế chứ. À, để anh đẩy xe lên nào. Kiểu xe này cũng cổ lắm rồi các bác. Cháu cũng chả muốn ngồi về nữa, để đây thôi. Thi thoảng đi chỗ nào khó thì đi xe này. Để bây giờ thoáng mát luôn. Ôi, ok, sạch sẽ rồi. Được rồi, nóng ra trong này đi. Hôm nào cũng phải quét như thế nhé chứ à? Bảo ông ấy đừng có vứt đồ lung tung, phải chịu khó quét vào. Nhà sạch thì mát đấy, có biết câu đấy không? Như nào nữa, nhà sạch thì mát, còn cái gì nữa? Hả? Cái gì nhỉ? Nhà sạch thì mát, còn cái gì nữa? Hả? Cô giáo không dạy à? Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm ấy. Đấy, mình phải ăn uống là ăn xong là cũng phải rửa sạch sẽ. Được rồi, bụi quá. Được rồi. Thì, nhà cũng phải quét sạch sẽ như thế này nó mới gọn. Thì hôm nay thì đợi mãi cũng không thấy ông gì về các bác ạ. Không biết là lấy được mật ong không. Đấy thì nay thì ra thì cũng muốn là gặp Quyết đang rửa bát thì dạy cách rửa bát lau nhà để làm sao cái ngôi nhà được sạch sẽ và thoáng mát hơn thôi các bác. Bây giờ thì khả năng là có thể là cháu cũng chắc là không đợi được ông nữa rồi, còn đi xuống nhà chị Xú nữa, nên là cũng xin phép là khép lại cái nội dung video tại đây thôi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Con chào con các bạn.